Chào mừng các bạn đến với chương trình Đi khắp thế gian cùng Pha Hồ Ca. Hôm nay hãy đến với một ngọn núi thiêng ở Trung Hoa, đó là Nga Mi Sơn. Nga Mi Sơn hay Đại Quang Minh Sơn là một ngọn núi nằm ở phía Trung Nam, tỉnh Tứ Xuyên, thuộc miền Tây Nam Trung Quốc, trên khu vực quá độ của lòng chảo Tứ Xuyên theo hướng cao nguyên Thanh Tạng. Nga Mi Sơn là một trong tứ đại Phật giáo danh sơn, bao gồm Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn và Phổ Đà Sơn. Đỉnh cao nhất của Nga Mi Sơn là đỉnh Vạn Phật của ngọn núi chính Kim Đỉnh với độ cao 3.099m. Với lợi thế cao chót vót, phong cảnh đẹp nên người ta nói tới Nga Mi Sơn như là Nga Mi Thiên Hạ Tú. Là một trong tứ đại Phật giáo danh sơn, tại Nga Mi Sơn có khoảng 26 ngôi chùa miếu, trên Kim Đỉnh là tượng Phổ Hiền Bồ Tát mạ vàng lấp lánh. Thần Thái Trang Nghiêm Đường Bệ là tượng Phật Bồ Tát lớn nhất và ở vị trí cao nhất thế giới. Nga Mi Sơn cùng bức tượng Đại Phật Lạc Sơn cách đó không xa, bức tượng Phật tạc trên vách đá lớn nhất trên thế giới ở núi Thê Loan, được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Hôm nay hãy cùng du ngoạn tiên cảnh bồng lai hết sức hùng vĩ của Nga Mi Sơn cùng với Pha Hồ Ca. Chào buổi sáng các bạn, bây giờ là 5 giờ sáng và mình đang có mặt ở một cái ga tàu của thành đô để mình bắt một chuyến tàu đi đến Nga Mi Sơn. Thì từ thành đô mà đi qua Nga Mi là 150 cây và chỉ có một tiếng ngồi tàu mà thôi. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là cái ga tàu của thành đô nó to lớn như thế nào nha. Nó rộng lớn như là một sân bay các bạn. Từ trung tâm thành phố Thành Đô có rất là nhiều cách để đi đến Nga Mi. Nếu đi bus thì khoảng 4 tiếng và đi tàu siêu tốc là chỉ trong 1 tiếng thôi. Từ Nga Mi bạn cũng có thể bắt tàu nhanh qua Lạc Sơn Đại Phật, giá rất là rẻ, khoảng 50.000 đi trong vòng 15 phút. Checking vé xong, bây giờ mình sẽ lên tàu để đi núi Nga Mi. Từ thành đô đi tới Nga Mi là 180 cây số. Và với loại tàu nhanh như thế này, với vận tốc là khoảng 250 cây số một giờ, thì chỉ chạy một tiếng đồng hồ thôi là tới. Số 13. Ở Trung Quốc thì họ xây rất là nhiều những cái tàu đường sắt có tốc độ nhanh như thế này. Để tiết kiệm thời gian di chuyển, mình thấy rất là hay. Bây giờ mình sẽ vào trong để đi lên núi Nga Mi nha. Mình vừa đến chân núi Nga Mi. Thì ở đây sẽ có rất là nhiều xe buýt để đi đến chân núi Nga Mi. Từ ga tàu đến chân núi Nga Mi thì sẽ đi bus khoảng 15 phút nữa. Với địa thế treo leo và vô cùng hiểm trở, Nga Mi Sơn là một trong những đại thử thách cho bất kỳ ai muốn chinh phục ngọn núi thiêng này. Nga Mi Sơn là một trong những thắng cảnh thu hút du khách bậc nhất ở Trung Hoa. Mình đang ở một ngôi chùa dưới chân núi Nga Mi. Do là mình không có nhiều thời gian, tranh thủ thời gian để đi tham quan và sẽ bắt xe bus để đi lên cáp treo.
để lên trên đỉnh thì du khách có thể đi bộ khoảng 10 tiếng hoặc đi xe 1 tiếng đến một cái trạm cáp, rồi từ đó bắt cáp treo để lên đỉnh, và giá cáp treo đi 2 chiều là 120 tệ. Mình đã chọn giải pháp là đi bộ. Nếu không đi cáp treo thì các bạn có thể đi bộ 7 cây số trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Việc ngồi trên xe để lên núi, một tiếng đi lên, một tiếng đi xuống thôi là có thể hình dung ngọn núi này nó khổng lồ thế nào rồi. Ở Nga Mi có rất nhiều đền chùa, nếu bạn chọn giải pháp đi bộ thì sẽ viếng thăm nhiều hơn, nhưng bạn buộc phải ngủ lại trên núi thì mới kịp. Ngồi trên xe đi qua những khúc cua ngoằn ngoèo bên cạnh những con suối hung tợn chảy xiết, liếc mắt lên cao là những vách đá cao ngất trời. Thực vật ở đây cũng đa dạng, do mỗi chiều cao khác nhau sẽ có những khí hậu khác nhau. Xe chạy xuyên qua những cánh rừng xanh mướt sau những cơn mưa trông thật mát mẻ. Những rừng thông bạc ngàn hút sâu tầm mắt. Sao bạn không đi bộ leo lên núi? Bạn ở thành phố nào ở Trung Quốc? Trung Quốc để có thể giao tiếp với người bản xứ và nhờ giúp đỡ, chứ không là đi lạc đường. Bây giờ thì mình đang trên xe bus để đi lên đỉnh núi Nga Mi. Thì từ bên dưới đi lên trên đỉnh núi Nga Mi là sẽ phải đi xe bus. Và sau đó dừng ở lưng chừng núi và đi thêm khoảng 3 cây số nữa đi bộ thì mới đi lên tới đỉnh núi Nga Mi. Dù là đã đi xe buýt được một phần, nhưng mà đoạn đường dốc đứng 7 cây số đi lên kim đỉnh là một thử thách không hề đơn giản. Sức trai trẻ như mình đây mà còn thấy mệt lả người nữa mà. Vì vậy tại đây có những dịch vụ khiêng kiệu cho du khách. Với những người thực sự đi chiêm bái hành hương, họ muốn tự sức mình đi lên trên xứ Bồ Tát chứ không phải nhờ vào sự trợ giúp của máy móc. Nhờ vậy mà lòng thành kính của họ sẽ được chứng nhận. Nên mình gặp có rất nhiều người đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn cố gắng đi viếng Bồ Tát ở trên ngọn núi dốc đứng như thế này. Bữa giờ mình đi đâu ở Trung Quốc cũng bị ngập trong biển người hết đó các bạn. Rất là mệt, phải chen lấn nè, đông đúc nè. Mà càng đông thì dịch vụ nó càng đắt đỏ, bởi vì chi phí đều giống như là tăng lên gấp đôi, gấp ba. Ở đây thì giá vé là 180 tệ đắt gấp đôi cái giá vé mà mình từng đi tham quan ở núi Hoa Sơn. Sau đó thì phải mua thêm một cái vé xe bus là 90 tệ nữa để đi lên một cái trạm ngừng của xe bus, rồi tiếp tục đi bộ thì mới đi lên được đỉnh núi. Ở trên đấy thì người ta xây một cái tượng Phật Đức Phổ Hiền Bồ Tát, là tượng Phật cao nhất trên thế giới. Núi này thì rất là linh thiêng trong tín ngưỡng Phật giáo của người Trung Hoa, vì trên đấy có tượng Phật Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Và đây cũng là ngọn núi nằm trong 4 ngọn núi linh thiêng bậc nhất Trung Quốc. Thật ra mà lên đây mà cũng mù sương như thế này cũng mất hay, bởi vì cũng không có thấy được nhiều. Trời mát mẻ nhưng mà leo núi cũng rất là đuối đó. Hãy
Đoạn đường đi bộ cũng sẽ gặp rất nhiều những chú khỉ vô cùng manh động. Các hầu ca có thể sẽ ăn cắp đồ đạc hoặc giật điện thoại, đồ ăn trên tay của bạn đấy. Chính vì vậy mà phải hết sức cẩn thận. Và tất nhiên là do khí hậu lạnh giá nên chúng có một lớp lông rất là dày. Nhờ vậy mà trông chúng cũng rất là mẫm mỉm nè. Nga Mi cũng chính là ngọn núi xuất phát lịch sử võ thuật của một môn phái đã đi vào huyền thoại lịch sử võ thuật Trung Hoa, đó chính là phái Nga Mi. Theo sách Ngô Việt Xuân Thu, phái Nga Mi đã bắt đầu xuất hiện từ thời nhà Tần rồi, tổ sư sáng lập tên thật là Tư Đồ Bạch. Lên núi Nga Mi để tu đạo giáo, tu tiên và lấy pháp danh là Huyền Không. Còn trong văn học thì sự tồn tại của phái Nga Mi đã được nhà văn Kim Dung thổi phồng lên trong bộ tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký, cho rằng võ lâm Trung Hoa có ba phái lớn đó là Thiếu Lâm, Võ Đan và Nga Mi, độc lập với nhau về mặt kỹ pháp và luyện công, và sư tổ sáng lập ra Nga Mi phái là Quách Tương, con gái của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Quyền pháp Nga Mi rất phong phú do sự tích hợp các loại huyền thuật của Thiếu Lâm và Võ Đan phái, nên có đầy đủ các loại tượng hình quyền như là long xà, hổ báo, hạc, phụng quy, đường lan, hầu vân vân. Và bát quái trưởng hình ý quyền là môn phái do nữ sáng lập và duy nhất chỉ có những nữ giới chưa chồng thì mới được tiếp nhận làm trưởng môn. Tại Trung Quốc thì Nga Mi là một môn phái võ thuật có thật và từng được phổ biến rộng rãi ở tỉnh Tứ Xuyên. Ngày nay thì do một số hệ phái ở Nga Mi vẫn còn tồn tại và nam giới cũng được phép vào nhập môn. Trong các tác phẩm kiếm hiệp thì võ công của Nga Mi gồm 5 tuyệt kỹ, nhưng mà trong đó thì Cửu Âm Bạch Cốt Trảo là kỹ nghệ cao cường nhất. Ôi Nga Mi Sơn ơi, là Nga Mi Sơn, hành xác quá Nga Mi ơi. Kinh phí của mình đi Nga Mi Sơn như sau: tàu nhanh từ thành đô qua Nga Mi là 52 tệ, xa bus từ Nga Mi trở về thành đô là 40 tệ, vé tham quan là 140 tệ, vé lên cáp treo 2 chiều là 90 tệ, ăn uống 20 tệ, tổng cộng là 342 tệ, tức là khoảng 1,2 triệu. Tổng thời gian chuyến đi là trong vòng 14 tiếng. Thì nếu như các bạn có xem cái vlog của mình thì cũng biết rằng rút kinh nghiệm từ đợt leo núi khủng hoảng ở núi Hoa Sơn thì bây giờ mình sẽ không lội bộ nữa mà tiết kiệm thời gian và công sức mà mình đã đi bus lên đây. Từ đây thì bạn cũng có thể đi cáp treo để đi lên trên thôi, nên mình quyết định là đi bộ luôn để xem cái đoạn đường này nó có đẹp hay không. Bây giờ thì trên này trời thì đang rất là mù sương và không khí cũng rất là mát lạnh. Ở thành đô thì trời khá là nóng, nhưng mà lên đây thì trời lại mát mẻ và cái không khí trong lành và tươi mát như thế này cũng rất là thích hợp để leo núi.
Phong cảnh trên Kim Đỉnh đẹp đến khó tả. Từ đỉnh Vạn Mây thì bạn có thể nhìn thấy bốn phong cảnh tuyệt đẹp. Đó là Nhật Xuất là lúc mặt trời mọc, Vân Hải là biển và mây, Phật Quang, hào quang của Phật và Thánh Đăng là đèn thánh. Sau một hồi khổ công tu luyện ngàn năm thì mình đã đủ trình độ để đi bộ lên núi Nga Mi. Và bây giờ thì có rất là đông người ở đây, và mình thấy là đây là chốn tâm linh, nhưng mà mọi người có vẻ đi đến đây để du lịch nhiều hơn là đi chiêm bái. Mình thấy cái tượng Phổ Hiền Bồ Tát ở đây rất là to lớn và thật sự là rất là đẹp. Tượng được mạ vàng hơn 20kg và có độ lấp lánh và sáng choang, rất là đẹp. Bây giờ thì trời mù sương nên cũng không có thấy rõ, chắc là phải đợi trời bớt mây đi thì mới có thể thấy rõ được tượng rất là đẹp của bức tượng Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Mình định kết hợp đi núi Nga Mi với Lạc Sơn Đại Phật trong một ngày, nhưng mà không ngờ là tốn rất là nhiều thời gian để leo lên núi Nga Mi, nên chắc là mình sẽ bỏ qua phần Lạc Sơn Đại Phật, mà lần sau mình sẽ quay lại thành đô để đi Của Trại Câu cũng như là đi Lạc Sơn Đại Phật. Bây giờ thì chắc là sau khi tham quan xong cái núi Nga Mi thì mình sẽ quay về thành đô để đi chơi. Và khi nhắc đến Nga Mi, đặc biệt là trong những cái chuyện của nhà văn Kim Dung, thì có ba môn phái chính, đó chính là phái Nga Mi, phái Hoa Sơn và phái Võ Đan. Thì đây là nơi mà phái Nga Mi đã đóng đại bản danh của mình tại đây. Mình thì không có đọc tiểu thuyết của Kim Dung mà chỉ có xem phim một phần thôi. Bây giờ thì chúng ta hãy đi tham quan đỉnh núi Nga Mi nha. Trong một ngày thì thời tiết ở Nga Mi thay đổi như là bốn mùa trong năm. Dưới chân núi có thể nắng ấm, nhưng khi lên đỉnh rồi thì có tuyết rơi là chuyện bình thường. Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ Tát đẳng giác có năng lực hiện thân ở khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ. Ngài là một trong những vị Bồ Tát quan trọng nhất trong Phật giáo Đại Thừa. Theo Kinh Pháp Hoa, Ngài là vị Bồ Tát lãnh đạo 500 vị Đại Bồ Tát đến nghe Pháp và Pháp Tâm hộ trì, chánh Pháp của Đức Phật Thích Ca. Ngài là người bảo trợ Kinh Pháp Hoa và Ngài nguyện rằng ai thọ trì Kinh Pháp Hoa thì Ngài sẽ cởi vôi trắng đến hộ trì, không cho âm binh não hại. Sự xuất hiện thần bí của những vầng hào quang trên đỉnh núi thấp thoáng trong những gợn mây càng làm cho Nga Mi Sơn trở nên vô cùng huyền hoặc và tâm linh. Tại Việt Nam thì Bồ Tát Phổ Hiền hay được thờ chung với Phật Thích Ca và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Với các tín đồ Phật giáo hay những người hay đi viếng chùa thì chúng ta cũng nên biết là Phật A Di Đà và Phật Thích Ca là hai vị khác nhau nhé. Mỗi người đều có hai thị giả hai bên. Phật A Di Đà hay được thờ chung với Phật Quan Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát. Phật A Di Đà là vị Phật quá khứ, Phật Thích Ca là vị Phật hiện tại và vị Phật sẽ xuất hiện trong tương lai, đó chính là Phật Di Lặc. Người ta gọi đó là Tam Thế Phật, quá khứ, hiện tại và vị lai. Còn tại núi Nga Mi, Bồ Tát cởi voi trắng 6 ngà. Voi trắng tượng trưng cho trí huệ vượt chướng ngại, 6 ngà tượng trưng cho sự chiến thắng 6 căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý. Biểu tượng của Phổ Hiền là ngọc như ý, hoa sen, có khi là trang sách ghi thần chú của Bồ Tát. Tại Trung Quốc, Phổ Hiền được xem là một trong tứ đại Bồ Tát. Núi Nga Mi được xem là nơi cư ngụ của Phổ Hiền Bồ Tát sau khi Ngài cởi voi trắng 6 ngà và 4 chân từ Ấn Độ bay về Trung Quốc. Bồ Tát Phổ Hiền được cho là có năng lực hiện thân khắp 10 phương pháp giới để phổ độ chúng sinh. Ngài có thể là một chai nước ngẫu nhiên xuất hiện trên sa mạc, hay có thể là một chiếc phao giữa biển trời mênh mông. Phổ Hiền, một vị Bồ Tát với hạnh nguyện phát ra từ tâm Bồ Đề, sẽ cứu giúp chúng sinh trên toàn thể vũ trụ tùy vào phước đức của mỗi người. Còn Phổ Hiền ở trong tác phẩm Tây Du Ký chỉ xuất hiện một vài hồi thôi, trong hồi 24 Tứ Thành Thử Lòng Hiền.
Phổ Hiền đã hóa phép vai một trong ba gia nhân thử lòng thầy trò Đường Tam Tạng cùng với Quan Thế Âm Bồ Tát và Linh Cát Bồ Tát. Các bạn còn nhớ bộ phim Lừng Lẫy mà khi nhắc tới là tuổi thơ chúng ta sẽ hiện về không? Nhắc đến Tây Du Ký thì có một vị khách du lịch từng đến Nga Mi đã vô tình bắt gặp Tôn Ngộ Không. Khi người này tình cờ chụp một tấm ảnh, đây là tấm hình, các bạn nào có để ý thấy được tờ Thiên Đại Thánh không? Chắc là hơi khó đấy, phải xoay hình lại thì chúng ta mới nhận ra gương mặt của Hầu Vương Đại Ca. Quả thật là tượng của Đức Phổ Hiền Bồ Tát rất là đẹp các bạn, có màu vàng sáng tròn rực rỡ. Nhưng mà phải chi trời ít mây thì có thể nhìn xuống hạ giới càng đẹp hơn và lung linh hơn. Ở trên này thì nhờ có mây nên giống như là trốn bồng lai tiên cảnh vậy. Nga Mi Sơn bốn mùa đều đẹp, nhưng có thể nói địa danh này sẽ thực sự là chốn bồng lai tiên cảnh khi vào mùa thu mà tất cả cây cối đều đồng loạt khoác lên mình những chiếc áo màu vàng đỏ rực rỡ. Hay là vào mùa đông, tuyết trắng trải khắp những cung đường, nhành cây, mái chùa, khi đó bạn thực sự lạc vào một chốn thần tiên. Thực ra đó là một chốn cổ tích thì đúng hơn ở Nga Mi Sơn. Nếu là một tín đồ yêu thích du lịch nói chung và là người đam mê tín ngưỡng nói riêng, hãy một lần đặt chân ở núi Nga Mi, bạn sẽ có khái niệm về chốn xa lánh bụi trần hạ giới, nơi sinh sống của các bậc chân sư và cao nhân có phong cảnh tuyệt trần như thế nào. Vậy là mình đã đi tham quan xong núi Nga Mi. Biển mây thì rất là đẹp, nhưng mà biển người thì trông rất là đông đúc và mệt mỏi. Vì bây giờ đang là mùa hè nên ở đâu cũng rất là đông người. Chùa ở trên này mình thấy bán rất là nhiều đồ lưu niệm, cũng như là để cho người dân lên cúng dường với số tiền rất là lớn. Bây giờ thì mình sẽ đi về
và sau đó thì sẽ bắt chuyến tàu nhanh để đi về thành đô, và sẽ tập trung để đi chơi ở trung tâm thành đô mà thôi. Các bạn cùng đón chờ xem nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hành trình của Pha Hậu Ca đến núi Nga Mi. Cầu chúc các bạn sẽ thực hiện được những đam mê và ước nguyện, sống an vui và hạnh phúc. Kết thúc chuyến đi này nhưng là mở đầu cho một hành trình mới. Xin gieo duyên được gặp bạn tại một nơi nào đó trên thế gian này. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.